Hồi xưa ở quê nó cực lắm, đất khô cát, nói chung là chó ăn đá gà ăn muối vậy, nói chung vậy đi. Thôi mà về mới cứ dẫn vô đây Sài Gòn làm ăn luôn. Đúng đi rồi, quyết định là vô đây lập nghiệp. Thế xong cái chú mới về đó, chú về thì đám cưới xong cái là đi luôn á. Tiêu chí của cô chú là cô nói là một ngày hai chồng với đứa con chỉ xài 20 ngàn thôi, hồi đó 20 đồng 20 ngàn gì đó cũng lâu mình mới. Bữa nào á mà mình ăn lên 25 ngàn là ngày mai là phải ăn lại 15 ngàn. Trời ơi quá trời, ăn lại vậy chứ, để chứ không là mới có dư được. Gia đình cô là đông anh em lắm, tới 12 người con là cô thì thứ bảy. Thì bắt đầu cô đi làm là cô làm, ví dụ như là cô làm cực lắm. Tại vì mà làm phải còn mấy đứa em nữa, còn 6-7 đứa em nữa. Mùa mưa á, về làm ruộng, khoai làm đồ. Còn mùa nắng á, thì đi xuống làm gạch. Chú lại thì cô cũng đâu có mà mặc đồ đẹp gì đâu, cũng làm ở chỗ gì đó. Hai cái đứa nó là cháu của chú, chơi thân nó kêu mình bằng chị. Nói à, chị Loan có bồ chưa? Cái mình nói chưa, có gì không? Cái con đi con làm mai cạo con cho chị. Cô nói chứ đâu, cạo mày đâu, dẫn lên đây coi thử. Cái nói để con về con nói con dẫn lên thì đó. Thì ổng đến lúc đó là anh nè, anh Lê nè. Thì mình cũng đâu biết thì nó cũng ra nó chỉ nó kêu đó cạo con đó, cậu nó thì cũng thấy xa. Thế là ví dụ như nguyên trong cái nhà là nung gạch nung đồ. Thì còn cái xăng là để in là riêng, mà hồi đó in bằng đất sét mà ăn cái cung á, dạ. Cái khung đám vậy nè, mình nhấn xuống nhấn xuống coi như là nhồi, nhưng mà chân đấy thì bắt đầu mình bùn rồi đó. Còn mình mặc áo thì nói chung lấm lem đồ này kia nọ đó, đất sét rồi đó đâu có thấy được rằng. Nhưng mà cũng biết cái dạng, tại vì vậy nè, chú á là cũng hay lên làm thế cho chị, cho bà chị á. Cái lò gạch của cô là trên đây, cái lò dâu là dưới đó chút xíu, là mấy trăm mét là chú hay làm. Thì cũng biết là thấy cái tạng tạng mặc áo mặc đồ với mình cũng biết. Thì coi như tình yêu bắt đầu từ lò gạch. Cái giống như câu chuyện à, chiến hè thì nở vậy đó. Đám cưới bỏ cái hồi mà thời bao cấp với người mình, người quê Đà Nẵng mà xin việc thì nó rất khó. Nên chú quyết định thôi bây giờ cái mùa này đồ việc thì cũng ít. Mà này kia cái nọ thì ở nhà làm đó thôi, mà đọt đục đó thôi, quyết định kéo bỏ vô Sài Gòn thì sống. Khi mà bỏ quyết tâm bỏ đi theo mình mà, là mình phải bồ bạc cho bỏ thôi, chứ người không có cái gì khác. Nó vô đó nhưng mà nó thật ra là chú về lãng mạn thì cũng ít lãng mạn lắm. Cũng lãng mạn. Không lãng mạn. Hồi đó vô trong này thì tới cái đèo cỏ, trai bị banh. Trai bị banh ở đó 2 ngày. Có con hồi đó đám cưới thì đâu có bao nhiêu tiền, có mấy trăm thôi. Đi vô bà ở đó 2 ngày mấy, sau cái trăm này có xe quen nhau, đem hai thùng đoạn ấy, nấu cơm mà ăn. Trăm mới quen mới ra mình cũng tài nấu cơm đó, mình đâu tới đây mình còn tiền trong túi, mình đâu có vô chỗ đó mà ăn. Sau cái cũng có một tấm khớp đem thục gò rồi ra bố cho mình ăn. Hồi đó là cái dọn tại bố cấp mà cũng khó khăn lắm. Từ Bến Tre miền Đông á, chú dọn anh cỡ chừng 2-3 cây số thôi, còn có được 15 đồng là mua 2 ổ bánh mì về cho con ông anh làm quà là sập. Rồi sau đó mới từ mới lập nghiệp. Từ đó vô đó ở ở cái thời gian mà cũng vô đó thì nhiều lúc mình nghĩ từ ở ngoài kia vô, mà giờ theo hiện bây giờ á mình có lỗi bỏ nhiều. Vô mà chưa có dẫn đi được đi đai đi đó, biết chỗ này chỗ kia, mà qua ngày mai là tiếp tục là xách cái xe đi làm. Sau một năm đó, năm 83 là sinh cái ông bé đầu tiên. À, không khó khăn quá, cô chú có cãi nhau nhiều không? Có nhưng mà ít. Yeah. Nhưng mà bỏ cái được là nhiều khi mà chú tính nam lắm. Hồi đó chú đi làm có tiền mà. Nhà đi làm gì, bỏ làm việc nhà vậy thôi. Từ từ vậy. Từ từ nó phát triển ha. Từ từ phát triển, chứ còn nó chung ra là khó khăn quá, cậu không khó khăn. Nói chung là chú ngoài hai mối tình đầu đời đó không còn gì á, chú hứa với lòng là vì vợ vì con không quen ai hết. Đây bên đây cô cười hạnh phúc lắm, cười tít mắt luôn. Cô lý do tại sao cô chú quyết định vào Sài Gòn? Chú đi hỏi 3 năm mới cưới lận. Dạ. Chú đi hỏi cô là một năm xong cái ba cô bị tai nạn mất. Chú qua chú để tang rồi luôn này kia nọ. Cái sao có một năm chú đi vô Sài Gòn, chú làm trong đây nè, chú vô chú làm ở trong Bình Thạnh, hình đó là cô nhà ở Bình Thạnh đó. Chú cũng đi xe ba gác đạp để cho chạy dựa vật liệu người ta. Dạ. Đó. Thì đó cái chú về rồi chú cưới thì mới dẫn đi rồi mới. Dạ. Vô. Ở hồi xưa ở ngoài quê nó cực lắm, đất
khô cát, nói chung là chó ăn đá gà ăn muối gì, nói chung vậy đi. Mẹ của chú á, với ba chị đó là chị thứ ba, rồi cứ nói thôi bây giờ mới cứ dạy dẫn vô đây Sài Gòn làm ăn luôn. Đi quyết định là vô đây lập nghiệp. Thế xong cái chú mới về đó, chú về thì đám cưới, đám cưới xong cái là đi luôn á. Cô mấy chục năm mà cô chú ở với nhau, cô thấy là chú có cái tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm hả? Tật xấu thôi khỏi nó, không phải gì. Nhưng mà vậy này, chú á, nóng tính ghê lắm. Hút thuốc được không? Không thì có hút thuốc, nhưng mà nói chung mà việc làm á thì là ok lắm. Chú tại giỏi. Vì chú giỏi lắm, tại vì ngày xưa rồi cô với chú thì vô ở chỗ ngõ Tân Xanh á, vô là chú làm một năm thôi là cô mua nhà rồi. Trời ơi, đúng giỏi một vậy. Năm thôi là cô mua nhà đó, cô mua trước ngày là ngày mai là đổ tiền. Tại vì nhà là hồi nó làm cái vách bằng cái vách bồ á, còn cái cây này lập lá mà có chỉ 4 mét vuông thôi, rồi đằng sau là dư đất. Là lúc nhà. Đó sanh con chưa cô? Lúc mua nhà đó. Con bé mới nhỏ xíu, bé hồi nó nhỏ xíu, bé đứa đầu á. Dạ. Nhỏ. Trời ơi, rồi bắt đầu mới vô đó mua nhà. Nhưng mà tính ra là suốt cả cuộc đời của cô chú là chỉ có làm việc thôi. Làm và việc. Phải làm cực lực thì mới là có dư. Chú đi ba gác vậy là phải tính toán, tự nhiên mình là mình tha phương, mình cầu thực là có nguyện trong lòng là mình vô đây mình phải làm, mình quyết là để mình phải ấy chứ mình vươn lên, chứ mình không thể nào ấy. Tại vì vậy đó, chú làm hàng ngày cũng 50-60 gì đó, mà ví dụ như cô là một ngày là 20 là 20, còn 30 là để chơi hụi. Chơi hụi tiêu chí của cô chú là cô là cô nói là một ngày hai chồng với đứa con chỉ xài 20 ngàn thôi, hồi đó 20 đồng 20 ngàn gì đó cũng lâu mình mới. Bữa nào á mà mình ăn lên 25 ngàn là ngày mai là phải ăn lại 15 ngàn. Trời ơi quá vậy, ăn lại vậy chứ để chứ không là mới có dư được. Bữa là nhiều khi 20, 50, 40, 30 cái tiền, nhưng mà mình ăn như đó thôi. Dạ. Đó mình ăn là ví dụ như bữa này ăn thịt, mai ăn cá, có thậm chí có hồi ăn rau không hay ăn quá. Cà. Nhiều khi mình mua cà tím gì mình xào mình ăn á, dạ. Là cũng được một chở. Cũng nhờ cái sự sắp xếp của cô rất là chính xác từng ly từng tí luôn á, thì cô chú tới bây giờ mới có dư nhiều như vậy. Dạ. Chú ơi, mình trở về với nhau đi. Cô hay lắm, cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Tính toán quá đó, bỏ không tính như già là không bao giờ. Dạ chú ơi, có khi nào vì cái sự tính toán của cô khắt khe quá mà chú cảm thấy ngột ngạt, chú khó chịu không? Không, cái bọn thằng cháu ngồi kia cũng vẫn dài có tiêu chí như vậy làm, nhưng mà trong cái tiêu chí trong gia đình đó, đừng nên để thiếu thốn mà được. Dạ. Đó chứ không phải là mình gò bó quá mình không muốn dám ăn là không có gì đó. Dạ. Bỏ thì bỏ cũng tuyệt vời lắm. Đó giờ bao nhiêu năm chú thấy chú có lỗi gì với cô không? Có. Cái hồi đầu tiên á, mà vô trong này á, thì nói chung ra là bỏ cắn bào á, sao mà chú cũng vẫn sớm mê đi làm lắm. Nhưng mà có cái nhược điểm là con khi mà đưa bỏ lên sinh trên kia á, tùy theo người, có người mà vợ đã là tất trục, còn chuyện làm là vất bỏ hay tất cả. Hồi đó cũng cái dọn mà làm ở chỗ đó mà mình nghĩ không được đó, nó thẳng ra nghĩ là không có ai làm. Do đó mà có cũng ý ấy là có bà chị bà đó bà phụ giùm. Nhưng mà thật tình ra là có cái là bỏ sinh nhưng mà không có chồng bên cạnh. Tội nghiệp. Dù có bà chạy bà nào đi nữa thì cũng chạnh là. À vô tâm nha. À nóng tính nha. Ngủ. Ngủ sao? Ngủ dữ lắm hả cô? À ngủ dữ lắm. Giống con mà ngủ, con tới giờ mà ngủ là ngủ dữ lắm. Mệt mà ngủ ngủ đúng không chú, có gì đâu. Dạ. Nói chung là ngủ được lắm. Ồ ngáy ghê lắm, ngáy cô ngủ được. Cô mất ngủ là vì ngáy mấy chục năm ngoài luôn á. Cô mất ngủ cô cũng ốm hoa luôn cô. Bị suy nhược thần kinh á, rồi cũng lâu á, đi suy nhược rồi nó cũng đi trị bệnh lâu. Chú có thể chú vô tư tí thôi chứ chú không có vô tâm đâu. Bởi vì đây nè, chú viết cho cô một cái lá thư. Bây giờ con đọc cho cô nghe nha. Thư gửi em. Thấm thoát thời gian trôi qua đã ngót nghét gần 40 năm rồi em nhỉ. Anh nhận thấy bản thân anh không được lãng mạn như những người khác. Nhớ thời gian đầu, anh và em vì cuộc sống ở quê miền Trung không mấy thuận lợi như trong miền Nam, nên mình mới chuyển vào đây sinh sống. Em làm dâu nhà anh mới được có vài tháng, lòng em không được vui mấy. Cuộc sống thời điểm đầu tại Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai trong thời bão cấp mọi thứ thật khó khăn. Chúng ta chỉ biết động viên nhau vượt qua bão tố. Anh thì mãi mê công việc mà quên mất đi một nhiệm vụ của một người chồng.
Một năm sau thì chúng ta đón đứa con gái đầu lòng. Lúc em đi sanh, anh không đưa em đi được mà phải nhờ chị. Nói nào ngay, anh vì ỷ y có chị đưa đi cho nên anh an tâm. Anh mãi mê công việc, nghĩ là đã có tiền rồi thì lo được mọi thứ. Nào ngờ em đi sanh nở mà không có anh bên cạnh. Em tủi thân lắm phải không? Anh biết điều đó. Thật tình mà nói, em lo cho anh còn hơn cả bản thân của em nữa kìa. Chính vì thế mà anh lại ỷ y. Em đối với anh và gia đình nhỏ luôn rất tuyệt vời. Đối với gia đình bên chồng, em là một người có trách nhiệm, luôn luôn đi đầu về việc ông bà, mà anh thì chưa có một lần khen em về điều đó. Anh rất có lỗi với em. Qua chương trình, anh muốn gửi tới một thông điệp đến với mẹ của em. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, vì mẹ đã sinh ra cho con một người vợ tuyệt vời. Năm nay mẹ đã cao tuổi, 90 tuổi rồi, mà chúng con xa quê hương nên cũng ít về thăm mẹ già. Mẹ thông cảm cho chúng con. Nói về cuộc sống vợ chồng thì từ hồi vào Sài Gòn, công việc tăng dần theo năm tháng. Con cái thì cũng thành gia lập thất. Còn con trai út của mình đã 29 tuổi, khi nào lập gia đình cho con nữa thì là xong. Và từ nay anh sẽ hứa với em rằng anh sẽ cùng em chia sẻ công việc nhà để em bớt cực, em được nghỉ ngơi nhiều hơn em nhé. Khoảng thời gian gần 40 năm chúng mình bên nhau chung sống, có những lúc cãi vã, có những lúc buồn vui, mong em bỏ qua cho tất cả, để từ đây có một cuộc sống vui tươi hơn, để anh và em đi hết quãng đường còn lại em nhé. Bình Tân, tối ngày 7 tháng 4 năm 2022. Chào em, người chồng yêu dấu của em, Văn Mười. Chú khóc luôn rồi kìa. Chú nói gì với cô lúc này đi. Đó là những lời thật là từ nay sắp tới là anh sẽ không để cho ha, để cho em kiểu khổ này đâu. Cảm ơn anh nhiều, anh đã hiểu được điều là khổ cực của em. Nó ngay hồi nào tới giờ là anh chưa bao giờ anh bộc lộ, từ ngày mà quen nhau cho đến bây giờ anh chưa bao giờ nói tiếng yêu em. Và bây giờ anh đã biết như vậy thì anh cũng, em cũng rất cảm ơn anh. Nhưng mà em mong ra từ nay trở lên anh á là đừng có nộ nọt em nữa. Em nói vậy đó anh cũng nộ nè, anh không cho em nữa. Trăm câu chuyện gì cũng vậy thì em cũng đừng nay nói nhiều quá đó anh. Mà cái tính anh lắm, nói nhiều quá là anh nộ nọt thôi. Mà đừng có cái tôi nộ nạt thì bỏ là im. Giờ lớn tuổi rồi, ít nói là bớt. Ví dụ như những cái chuyện bòn sai qua là sao. Còn giờ mình muốn thẳng kinh tế cũng đâu còn lo gì nữa đâu. Con cái thì nào vô nói rồi. Mình chỉ mong là cuộc sống hai gia đình con hạnh phúc là mình hạnh phúc thôi. Anh mong em thì cũng đừng có cứ cãi bỏ hoài. Dạ là anh mừng lắm. Bỏ thì bỏ, không bao giờ bất chịu thu á. Chú hứa với cô đi. Kệ, chú hứa với cô. Ừ thôi, anh không nạt nộ em nữa. Đó, thì em ít thì anh không bao giờ mà nòn nộ nữa. Đó. Hạnh phúc rồi cô hả? Viên mãn rồi cô hả? Dạ, em nói nhanh nha. Và tặng bí mật của chú nè. Trời ơi, đẹp quá. Chú nói gì thật là lãng mạn. Bây giờ ngày xưa giờ không nói nữa. Không nạt nữa. Sống mình vui vẻ thôi, với con cái thôi. Còn em cũng chọn, không có nghĩ điều gì nữa. Anh em cảm ơn anh đã đem đến cho em những điều bất ngờ mà em không thể tưởng tượng được. Mang chương trình tình trăm năm này mà để là hiểu được, để hai vợ chồng hiểu được cái nỗi buồn, để bày tỏ những điều mà chưa muốn nói. Nên vậy bà tỏ thì cũng rất cảm ơn chương trình này. Bây giờ thì còn một món quà bất ngờ nữa dành tặng riêng cho cô chú. Cảm ơn con. Chúc ba mẹ vui là tên của chương trình luôn, tình trăm năm luôn. Con cũng có lời cảm ơn tới ba mẹ. Trước giờ thì con có nhiều điều con cũng làm không đúng, cũng khiến ba mẹ buồn lòng. Hy vọng là ba mẹ bỏ qua cho con. Con thấy cuộc đời này mà con có ba mẹ, là ba mẹ của con thì nó rất là tuyệt vời. Con không muốn đánh đổi điều gì để mà
mà thay đổi cái điều đó. Cho ba mẹ buồn. Nói vậy ba mẹ cũng cảm ơn các con. Nói chung là không có cần cái gì hết, chỉ cần là muốn là các con thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau và là sống gia đình hạnh phúc. Cái những gia đình nhỏ của các con là ba mẹ vui rồi, ba mẹ hạnh phúc nhất rồi. Các con vô ôm ông bà đi nào, ôm ông bà đi nào.